Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin tiếp theo trên kênh Phunu TV, kênh chuyên cập nhật những thông tin về giá cà phê và giá hồ tiêu hàng ngày. Nếu các bạn quan tâm tới hai loại nông sản này, vui lòng ấn nút đăng ký kênh và nhấn vào hình quả chuông để không bỏ lỡ những video mới mỗi khi kênh phát hành. Phunu TV xin chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và ủng hộ cho kênh trong thời gian qua. Chúc các bạn và gia đình ngày mới nhiều niềm vui và gặp nhiều may mắn. Thưa các bạn, giá cà phê hôm nay ngày 4 tháng 2, thị trường thế giới ghi nhận giảm trong tuần, trong khi đó giá cà phê trong nước ở các địa phương phục hồi tăng trở lại. Tổng hợp giá cà phê trên thị trường thế giới trong tuần này, tại sàn London, giá cà phê Robusta trong tuần có 2 phiên tăng và 3 phiên giảm. Ở kỳ hạn giao tháng 3 năm 2024, giá cà phê giảm đi 32 USD trên tấn, với mức giảm là 0,98%, xuống mức giao dịch là 3.237 USD trên tấn. Trong khi đó ở kỳ hạn giao tháng 5 năm 2024, giá cà phê tăng 4 USD trên tấn với mức tăng là 0,13%, lên mức giao dịch là 3.116 USD trên tấn. Hiện nay nếu quy đổi theo tỷ giá đồng USD, giá cà phê ở kỳ hạn giao tháng 3 và tháng 5 trên sàn London tương đương với mức giá là 79.200 đồng và 76.300 đồng một kg. Các mức tăng giảm nhẹ, khối lượng giao dịch thì duy trì ở mức khá cao trên mức trung bình. Với giá cà phê Arabica trên sàn New York trong tuần này, ghi nhận có 3 phiên tăng và 2 phiên giảm. Ở kỳ hạn giao tháng 3 năm 2024, tính chung cả tuần, giảm đi 1,9 cent trên pound, với mức giảm là 0,98%, xuống mức giao dịch cuối tuần là 191,95 cent trên pound. Trong khi đó, ở kỳ hạn giao tháng 5 năm 2024, giá cà phê giảm đi 0,45 cent, với mức giảm là 0,24%, xuống mức giao dịch cuối tuần là 189 cent trên pound. Các mức giảm nhẹ, khối lượng giao dịch thì duy trì mức rất cao trên mức trung bình. Thưa các bạn, trên sàn London, giá cà phê Robusta tăng 2 phiên đầu tuần và giảm 3 phiên liên tiếp sau đó. Các chuyên gia nhận định do hai nguyên nhân chính. Thứ nhất là đồng USD đang tăng và đạt mức cao nhất trong 7 tuần qua. Bên cạnh đó, giá cà phê còn chịu áp lực bán mạnh từ các quỹ đầu cơ xả hàng trên các sàn. Hợp đồng mua khống sàn London đã cao vượt mức trong quãng thời gian Robusta tăng liên tục vừa qua. Dự báo thời tiết ở miền Nam và Brazil không chắc chắn khiến các quỹ và đầu cơ hiệu chỉnh kỹ thuật trên sàn New York và chốt lời ngắn hạn trên sàn London. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho hay, hiện các doanh nghiệp xuất khẩu cà phê Việt Nam kín các đơn hàng trong quý 1 năm 2024. Theo phân tích thị trường, xuất khẩu cà phê của Việt Nam dự báo tiếp tục thiết lập kỷ lục mới trong năm 2024 khi còn nhiều dư địa để duy trì mức giá cao. Điều này là hiển nhiên khi ghi nhận tồn kho sàn London hiện nay ở mức thấp kỷ lục. Thưa quý vị và các bạn, về tình hình giá cà phê trong nước sáng nay, khu vực các tỉnh Tây Nguyên và miền Nam, giá cà phê trong nước phục hồi tăng trở lại với mức tăng từ 500 đến 700 đồng trên 1 kg. Ghi nhận sáng nay, giá cà phê trong nước thu mua trong khoảng 78.100 đồng tới 79.500 đồng 1 kg. Ghi nhận tại tỉnh Lâm Đồng, khu vực huyện Lâm Hà và thành phố Bảo Lộc, giá cà phê thu mua quanh mức 78.100 đồng 1 kg. Ở khu vực huyện Đức Trọng và huyện Di Linh, ghi nhận ở mức là 78.000 đồng 1 kg. Giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk, khu vực huyện Cư Mờ Ga, sáng nay thu mua với mức giá là 79.000 đồng 1 kg. Tại khu vực huyện Ea Leo và thị xã Buôn Hồ, mức giá là 78.800 đồng và 78.900 đồng 1 kg. Khu vực huyện Cư Quyên, Cờ Đông Năng và Cờ Đông Bắc của tỉnh Đắk Lắk, giá cà phê cũng được thu mua quanh mức giá 78.900 đồng và 78.800 đồng 1 kg. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai, khu vực thành phố Pleiku và huyện Ea Grai, giá cà phê thu mua quanh mức 78.700 đồng 1 kg. Khu vực huyện Chư Prong và huyện Chư Sê, mức giá là 78.600 đồng 1 kg. Giá cà phê tại tỉnh Đắk Nông, khu vực thành phố Gia Nghĩa và huyện Đắk Min, mức giá thu mua là 79.400 đồng 1 kg. Khu vực huyện Đắk Lấp và huyện Đắk Song, mức giá là 79.300 đồng 1 kg. Giá cà phê tại tỉnh Kon Tum, khu vực ở huyện Đắk Hà, sáng nay thu mua với mức giá là 78.700 đồng 1 kg. Khu vực huyện Ngọc Hồi và huyện Đắk Lây, mức giá là 78.700 đồng và 78.600 đồng 1 kg. Tại tỉnh Đồng Nai, sáng nay thu mua với mức giá là 79.200 đồng 1 kg. Và tại khu vực tỉnh Bình Dương, mức giá là 79.400 đồng 1 kg. Đối với giá cà phê giao tới các kho quanh cảng thành phố Hồ Chí Minh, sáng nay ghi nhận quanh mức 79.500 đồng 1 kg. Còn trên thị trường tự do, giá cà phê nhân xô được các công ty và đại lý thu mua ở những vùng nguyên liệu quanh mức giá là 79.200 đồng tới 79.500 đồng 1 kg. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi những thông tin cập nhật giá cà phê sáng nay.
Chúc các bạn ngày mới vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong bản tin tiếp theo.